Uầy, hai bạn nhỏ, con nhìn xem trên sofa toàn là cây vỏ có xúc xích không? Nói cho mẹ xem hôm nay ai gặm mà giỏi gặm vậy hả? Ai? À, Chuyên Chuyên gặm mà hả? Chuyên Chuyên, có phải là con không? Hả? Phải không? À, nhận rồi hả? Là con biết con sai rồi đúng không? Hôm nay mẹ đã cất hết đi rồi mà con lấy từ đâu lấy ra hả? Mẹ đã cất gọn hết đi rồi mà giỏi lấy, không biết lấy từ đâu lấy ra hả? À, vào trong phòng lấy à? À, thua giỏi. Lấy từ trong túi lấy ra. Là con trai của con lấy. Nó lấy à, lấy từ trong đấy lấy ra rồi gặm nha rồi đấy. Rồi chưa bảo lấy, mẹ thưởng cho con ha, con giỏi lắm. À, lại thưởng ha. Đấy, chưa chưa có ăn không? Có à?